Vâng, lại là anh Thịnh Bến Tre đây anh em ơi. Lễ là chào đến bà con, lời chúc sức khỏe họ thành công nha. Trước mắt anh em mình là xe Honda Accord rất là sang, phân khúc hạng D, đầm êm chắc sướng. Dòng xe đến từ nhà Honda, nhập nước Nhật đến từ năm 2007. Form dáng cực kỳ sang trọng và đẳng cấp luôn. Rất là đầm anh chị, chạy rất là đầm, rất là sướng nha. Bên em Thịnh anh em thấy rồi đó, rất là nhiều dòng xe. Chiều nay sẽ lên cho em mình con Honda này, nhìn rất là đẳng cấp luôn anh chị. Mà cái giá tiền cực kỳ rẻ luôn anh chị nha. Đời 2007 anh chị nha. Đó, đời 2007 để cho anh em mình xe này chỉ 295 triệu. Đó, 295 triệu. Nếu anh em mình mà mua cái dòng xe Honda mà đời hấp hơn, đó là phân khúc hạng C, đó là Honda Civic, thì Honda Civic màu đen giống vậy để cho anh em mình chỉ là 235. Em này hạng D 295 triệu. Đó, chạy rất là sang, rất là hay, form rất là đẹp, nhìn nó rất là đẳng cấp anh chị. Anh chị nhìn nè. Vàng đèn, vàng đít nè. Cửa sổ trời giống như Civic, nó như Civic luôn. Vẫn là có cửa sổ trời, ghế titan nè. À, nó đang đẳng cấp hơn, nó phải cao cấp hơn chứ đúng không? Đó. Anh đang nhìn nè. Túp lô, túp ly, túp lô nè, keo chỉ sùng chỉ nè. Lòng dè mái dè cua dè nè anh chị. Green hết chưa làm đồng bao giờ anh chị. Mâm lớp vỏ rất là dày, mâm đúc rất là đẹp, 4 thắng đĩa ABS, chạy rất là sướng. Dòng này nói chung nghiêng về an toàn thì xe này tuyệt đối. Đó, chạy rất là đầm, rất là nhiều cảm biến tính năng, gương kính chỉnh điện nè anh chị nha. À, túp lô nè, vân nè. Đẹp không? Nhưng mà nó không có lẫy số vô lăng nha. Con Civic là có nha, xe này không có nha. Em này máy 2.4. Đó, nhập Nhật. Đó, có lo súp luôn nè anh chị. Màn Android chà bá luôn nè. Đó, cửa sổ trời rồi hả? Túi khí, túp ly, túp lô nhìn rất là đẹp, rất là hay nè ha. Đó. Anh em nhìn phát là ăn nghe luôn. Tay kiếm gì tẩy cái ghế, đến gì vậy tay. Đó, anh em nhìn tem bọng nhãn mát nước Nhật nè ha. Tem bọng nữa nè. Chạy nè. Bây giờ vô nổ máy cho anh em mình nghe tiếng máy nè. Cái chiếc xe này cái máy nổ êm lắm anh em. Đó, xe chạy chủ đô mới có nhiêu đâu, 112.000 à. Ôi ôi, cái vô lăng đẹp nè anh em. Vô lăng đẹp quá trời luôn anh em. Đó, màn hình Android chà bá xuất sắc luôn nè. Đó, mấy cái gì tem bọng chữ gì của nó đen quá trời đây nè. Tẩu hút nè anh chị ha. Đó, hộp để tẩu hút nè. Nhìn mở ra nè ha. Quá đã luôn anh chị ơi, anh chị về đi ngay. Nói chung là giá này là quá rẻ rồi anh chị. Anh chị qua lựa chọn đi. Túi khí ở tên nữa nè ha. Một túi, hai túi, ba túi, bốn túi nè. Bốn túi ở sau, còn hai túi nó xe được trang bị 6 túi khí mà. Đó, 6 túi khí anh em ha. Xe nhập cửa trời chạy vi vu luôn nè. Đó, học để mắt kiến nữa nè, đã không? Đó, sang trọng lịch lãm, đầm êm chắc sướng. Giá rẻ nữa. Đó. Chưa đến 300 triệu. Chưa đến 300 triệu anh em mà đã có Accord. Phân khúc hạng D, nhập Nhật, cảm biến ve đầy đủ nè anh chị. Đó. Anh em không? Rất là đẹp chưa? Tem bọng keo chỉ nữa nè. Đó. Xuất sắc 10 điểm cho sùng chỉ bon điện keo chỉ zin 100%. Xe không cấn đụng, không đâm va, phụ tùng đồ chơi đầy đủ, bánh xe cua còn zin của nó luôn nè. Xe cua zin, vỏ xe cua còn zin luôn nè anh chị. Mâm xe cua zin, vỏ xe cua zin luôn nè. Đã chưa? Keo chỉ lòng về mái về zin 100%. Đó, xe không lỗi nhỏ mà. Xuất sắc luôn mà. Mấy cái dè che mưa hay gì ta? Mấy nỉ nẹp hả ta? Nè, mấy cái nẹp này xài được không ta? Xài được gắn vô coi. Coi cái này gắn ở đâu mua gắn vô đi, bữa anh Long mua nè. Long mua mà chưa gắn. Xe đẹp quá trời. Rin hết nè anh chị nha. Anh chị mình về đi Tết nha. Chạy rất là hay anh chị. Bao với anh chị luôn nè. À, mấy miếng nó gắn ở đây nè anh nha. Gắn lên nhìn nó sang ha. Đó. Mâm quá đẹp luôn. Mâm mới tinh là thắng đĩa ABS đầy đủ nè. Gầm bể nữa nè. Đó. Gầm bể là xuất sắc luôn. Không có phủ gầm luôn anh chị ha. Gầm rin luôn á. Đó. Gầm rin luôn nè ha. Đó. Giá cực kỳ rẻ. 200 mấy triệu là anh em mình có Accord chạy rồi. Đó. Cái đặc biệt của chiếc xe này anh em nhìn nè. Tem rin nó tới giờ luôn nè. Đây. Sùng chỉ keo chỉ ghi 100% luôn nè anh chị nha. Đó, máy móc có hành dằn nè. Em này hành dằn luôn nè. Số sườn có băng luôn nè ha. Đó. Tem bọng nhãn mát, ốc tán của nó nè. ABS mới tinh luôn nè. Cái máy nổ thì thầm mùa xuân luôn anh chị nha. Đó. Em xe này anh em mình mua về anh em chạy đi ai cũng phải ngước nhìn nha. Tuy đời 2007 nhưng mà nhìn chả biết đời 2007, nhìn cứ tưởng đời 2007 nha. Anh em nhìn cái dàn hộp số nó mới nè. Mới ghê không? Quá mới, quá đẹp luôn. Đó. Số hộp số rin luôn nha anh chị nha. Đây, con hộp số nè. Con hộp số rin luôn nè anh chị. 4 máy nè anh chị ha. Chứ phải 6 máy nha. DOHC, động cơ IVTEC, máy 2.4. Động cơ này rất là lành tính nha. Chích nhiệt, nỉ chích nhiệt còn rin của nó luôn. Anh em quan tâm mẫu này liên hệ cho em qua số 0866 678971 và 0834 333371. Có xem là có bớt và có chạy thử là có bớt nha. Nhìn rất là đẹp anh chị, nhìn to xét đẹp lắm. Phân khúc hạng D mà. Đó, gom gần lại anh em mình xem nè. Đó. Anh em quan tâm liên hệ cho em, đừng quên bấm follow kênh để cập nhật nhiều video anh em nha. Cảm ơn em và hẹn gặp anh em clip sau nha.